Không phải kiến thức nào cũng khô khan và không phải nghiên cứu nào cũng nhàm chán. Chúng tôi sẽ cho các bạn thấy rằng những sự thật, những tri thức cao siêu nhất của nền văn minh nhân loại có thể hài hước và ngớ ngẩn thế nào. Chào mừng các bạn đã đến với Bổ Não. Giáo hoàng là một chức danh cực kỳ cao quý, là lãnh đạo tối cao của giáo hội công giáo toàn thế giới. Mặc dù quyền lực không còn lớn như thời Trung Cổ, giáo hoàng vẫn có thẩm quyền chính thức trong các vấn đề tôn giáo giữa các nước Kitô giáo và là người lãnh đạo thành quốc Vatican. Một vị trí như vậy chắc hẳn phải là một vinh dự lớn đối với mọi giám mục, đúng không? Không hẳn. Vào ngày 13 tháng 12 năm 1294, giáo hoàng Celestine Đệ Ngũ đã triệu các hùng y của mình đến cho một buổi họp mặt. Ông đứng dậy, trang trọng đọc văn bản với nội dung rằng: "Tôi nghỉ việc." Tất nhiên là không huỵch toẹt ra như thế, nhưng cơ bản nó là vậy. Ông sau đó lột hết các loại phù hiệu trên thân mình và yêu cầu tổ chức một buổi bầu cử giáo hoàng mới ngay lập tức. Các hùng y sững sờ trước những gì mà mình chứng kiến, nhưng với Celestine Đệ Ngũ thì ông đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Vị cựu giáo hoàng có tên khai sinh là Pietro Argelerio. Ông sinh ra trong một gia đình dân thường. Mẹ của Pietro là người đã dẫn dắt ông trên con đường học hỏi về tôn giáo, do bà không muốn con trai mình chỉ là nông dân. Năm 17 tuổi thì ông trở thành một tu sĩ tại giáo phận Benevento. Tuy nhiên, Pietro nhận ra rằng bản thân ham muốn một cuộc sống biệt lập, tách hẳn khỏi xã hội. Do đó, vài năm sau, ông đã ở ẩn, sống trong một cái hang tại núi Moron. Tại đó, ông thiền và cầu nguyện hàng ngày một mình. Tuy nhiên, cuộc sống đầy rẫy sự mỉa mai và chính mong muốn được sống biệt lập của Pietro đã làm ông nổi tiếng. Bây giờ nhá, tự dưng nếu như bạn nghe nói là ở gần nhà bạn có một tu sĩ đang sống tách khỏi xã hội, tách khỏi ham muốn trần tục và chỉ cống hiến cuộc sống của mình để hiểu Chúa, thì bạn có tò mò không? Đấy, thành ra Pietro mặc dù không tiếp xúc với ai, nhưng cái tên của ông thì bị đồn ngày càng xa, rồi bỗng dưng trở nên nổi tiếng. Xong bắt đầu có người đến xin sỏi một chút lời hay ý đẹp. Các tu sĩ khác cũng lên bảo là cho tôi ngồi thiền cùng ông được không. Và giáo sĩ khắp nơi cũng đến thăm để xin sự chỉ dẫn. Bắt đầu thấy việc ở ẩn của mình không được ẩn lắm, Pietro đã lại chuyển nhà về một khu vực xa xôi hơn, tại ngọn núi Maiella, vùng Abruzzi, nước Ý. Nhưng kể cả thế thì ông cũng không trốn được. Không lâu sau, tự dưng Pietro có cả học trò và họ tự động hợp nhất với dòng tu Benedict. Nhưng ít ra là họ vẫn hoạt động hoàn toàn độc lập với các giám mục lân cận. Dần ra thì tổ chức mà Pietro bất đắc dĩ đứng đầu có tiền và có quyền. Ông cũng tự dưng có cái danh là một đấng chữa lành kỳ diệu và một lãnh đạo quyền uy. Tên của ông bây giờ còn được cả giáo triều Vatican biết đến. Cơ mà đến năm 1293 thì Pietro lại quyết tâm phải ở ẩn cho bằng được. Cho nên ông đã bỏ hết chức sắc của mình, quay lại núi Moron, xây một cái tu viện ở đấy, rồi ở đó luôn. Cuối cùng, khi ông đã 83 tuổi, sự bình yên, tĩnh lặng và biệt lập đã thực sự đến với ông. Rất không may là đúng lúc ông nghỉ hưu thì giáo hoàng Nicholas đệ tứ mất. 12 hồng y đã họp để bầu giáo hoàng mới, nhưng mà họ lại bất đồng với nhau và thậm chí sau nhiều tháng, họ không tìm thấy một ứng cử viên nào cả. Việc cả giáo hội công giáo không có người lãnh đạo đã dẫn đến sự bất ổn về chính trị. Bạo loạn diễn ra ở khắp thành phố Rome, đánh nhau còn xảy ra ở vùng Oviedo nước Ý. Sự nổi loạn đã đến cả tai của Pietro. Do đó, ông đã viết một bức thư gửi cho các hồng y nói rằng nếu như giáo hoàng mới không được bầu ngay thì thế giới sẽ bị Chúa trừng phạt. Đó đơn giản là sự quan tâm từ một người con của Chúa mà thôi. Nhưng mà khi Vatican nhận được bức thư thì họ cho rằng đây là một lời sấm truyền từ một thánh tăng thiêng liêng hẳn hoi. Cho nên là họ đã để luôn tên của Pietro vào danh sách đề cử rồi bầu ông ngay lập tức. Thế là cuối cùng, Pietro, một người dành cả đời trốn tránh quyền lực và xã hội, giờ đã trở thành giáo hoàng, lấy cái tên Celestine Đệ Ngũ. Ông được cưỡi trên lưng một con lừa, y như cách mà Chúa Giê-xu được đi vào Jerusalem vậy. Cái vấn đề là do ông dành phần lớn thời gian ở ẩn, thành ra giáo hoàng mới không biết một cái gì về quản lý cả. Các buổi họp với hồng y thường thì sẽ dùng toàn tiếng Latin, giờ phải dùng tiếng Ý, tại vì Celestine Đệ Ngũ không biết tiếng Latin. Ông cũng không để tâm đến nhà thờ, khiến cho các công việc thường ngày còn rơi vào náo loạn. Giáo hoàng đã cố xin các hồng y là cho ông quay trở về làm tu sĩ như xưa, nhưng mà họ không đồng ý. Vatican không có luật cho tự thoái vị. Thế nên ông đã tự làm luật tự thoái vị. Giáo hoàng Celestine Đệ Ngũ cùng với sự trợ giúp của một hồng y đã soạn ra một sắc lệnh cho phép ông được nghỉ việc. Và ngày 13 tháng 12 năm 1294, ông đã thực hiện sắc lệnh ấy, kết thúc khoảng thời gian 5 tháng 8 ngày làm giáo hoàng. Cuối cùng, Pietro đã được yên thân nghỉ ngơi.
Nhưng rõ ràng là sự đen đủi vẫn bám lấy ông. Tại vì ngay sau khi giáo hoàng tiếp theo Boniface đệ bát lên ngôi, thì Pietro đã bị buộc tội làm chia rẽ tổ chức giáo hội và bị bắt là phải làm việc ở Rome. Cuối cùng thì ông bị giam lỏng tại lâu đài Fumon, và sau 10 tháng cầm tù, Pietro chút hơi thở cuối cùng. Vậy là một tu sĩ dành cả đời tìm kiếm sự bình yên và biệt lập khỏi xã hội đã chết trong tình trạng bị tước đi tự do của chính mình. Cuộc đời thực sự lắm éo le. Mặc dù vậy, các bạn lại có sức mạnh làm cho cuộc đời của bộ não đỡ éo le hơn. Chỉ với một chút ủng hộ nho nhỏ là các bạn đã có thể trở thành hội viên của kênh và tạo động lực cho chúng mình làm thêm nhiều content hay hơn nữa đấy. Không chỉ vậy, các bạn còn được sử dụng những emote cực kỳ đáng yêu của bộ não nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta đều biết đến Sherlock Holmes, thám tử cố vấn đại tài, có trí thông minh, tài quan sát, khả năng suy luận hơn người. Không những thế lại còn là bậc thầy cải trang nữa. Không quá khó hiểu khi một nhân vật như vậy lại được lòng độc giả trên toàn thế giới, thậm chí còn trở thành một trong những nhân vật biểu tượng nhất của cả nước Anh. Tuy nhiên, trong số những fan của Sherlock Holmes, có một anti-fan mãnh liệt, một người mong rằng anh sẽ chết và đã giết chết anh một lần rồi, nhưng cuối cùng lại thất bại và vị thám tử một lần nữa đội mồ sống dậy. Người đó không ai khác, chính là tác giả của Sherlock Holmes, ngài Arthur Conan Doyle. Trước khi trở thành một nhà văn vĩ đại, Arthur là một sinh viên tốt nghiệp trường đại học Y tại Edinburgh. Ông có mở một phòng khám, tuy nhiên công việc không được ổn định cho lắm. Kinh tế trở nên hạn hẹp và ông bắt đầu viết lách trong lúc không có bệnh nhân. Arthur bắt đầu viết về Sherlock Holmes và bác sĩ Watson trong cuốn A Study of Scarlet xuất bản năm 1887. Tuy vậy, ông lại không hề đánh giá cao thể loại văn học được gọi là trinh thám này. Arthur luôn mong muốn bản thân có thể viết những tác phẩm chất lượng cao hơn, như là về lịch sử chẳng hạn. Tuy nhiên, vị nhà văn cũng thích cả tiền nữa, cho nên là ông đành viết chuyện thám tử. Vài năm sau thì tạp chí trở nên phổ biến và thu hút độc giả, cho nên ông đã chuyển Sherlock từ dạng tiểu thuyết thành dạng tuyển tập truyện ngắn để đăng lên tạp chí Strand. Người dân Anh thì bắt đầu ngày càng hứng thú và yêu quý vị thám tử kỳ lạ cùng với người cộng sự. Nhưng Arthur thì lại bắt đầu chán ngấy rồi. Mặc dù là chuyện ngắn, nhưng nó vẫn là trinh thám, vẫn có bí ẩn và mạch chuyện phức tạp. Thành ra lượng chất xám bỏ ra có khi chẳng khác nào viết một cuốn tiểu thuyết cả. Vào tháng 11 năm 1891, ông viết thư tâm sự với mẹ rằng: "Con đang nghĩ đến việc giết chết Holmes và kết thúc câu chuyện của anh ta mãi mãi. Holmes đã chiếm quá nhiều tâm trí của con rồi." Và mẹ của Arthur trả lời ngắn gọn rằng: "Con sẽ không làm thế, con không thể làm thế, và con không được làm thế." Yep, đến cả bà cũng là fan của Sherlock Holmes luôn. Bị chính mẹ của mình phản bội, Arthur đã nghĩ ra cách khác, đó là tăng giá của chính mình lên. Ông đề nghị với tạp chí Strand rằng giờ mỗi chuyện ngắn về Sherlock Holmes sẽ có giá cao ngất ngưởng là 50 bảng Anh. Tưởng rằng bên tạp chí sẽ sợ mà chạy, nhưng ông đâu ngờ rằng họ đồng ý ngay lập tức, ký hợp đồng 6 chuyện ngắn luôn. Arthur nghĩ rằng chắc là do ông tăng giá chưa đủ cao, cho nên khi tạp chí Strand lại muốn ký hợp đồng 12 chuyện ngắn Sherlock Holmes, Arthur đã đưa ra một con số không tưởng, 1.000 bảng Anh. Tuy nhiên tạp chí Strand cũng đưa ra một quyết định không tưởng, họ đồng ý. Cuối cùng, kế hoạch thiên tài của Arthur đã phản tác dụng và giờ ông trở thành một trong những nhà văn được trả tiền hậu hĩnh nhất. Mặc dù vậy, Arthur vẫn quyết tâm phải viết tiểu thuyết lịch sử cho bằng được. Do đó, vào câu chuyện thứ 12, câu chuyện cuối cùng, ông đã giết Sherlock Holmes. Chuyện ngắn mang tên The Final Problem cho người đọc thấy được cuộc đối đầu trực tiếp giữa vị thám tử với kẻ thù truyền kiếp của mình, giáo sư Moriarty, với kết cục là cả hai rơi xuống thác nước Reichenbach. Xong, kết thúc, Arthur đã chính thức kết thúc mối quan hệ với Sherlock Holmes. Nhưng ông lại không thể nào ngờ được hội fan của vị thám tử lại có thể đông đến mức đấy. Có lẽ chỉ là nói quá thôi, nhưng mà có nguồn nói rằng người dân đã đổ xuống đường với băng quấn tay màu đen để bày tỏ nỗi tiếc thương. Nguồn khác thì nói rằng Arthur một hôm đang đi đường thì tự dưng bị một bà nào đó cầm ô đánh vì dám giết Sherlock Holmes. Tuy nhiên, con số thì không nói dối. 20.000 người dừng đăng ký tạp chí Strand vì bộ truyện ngắn mà họ yêu quý đã kết thúc. Như thế là đủ hiểu người Anh yêu Sherlock đến mức nào. Sự tức giận của độc giả cuối cùng cũng khiến Arthur phải chịu thua. Và vào năm 1901, 8 năm sau cái chết của vị thám tử, ông đã viết bộ tiểu thuyết The Hound of the Baskervilles. Dù vậy, bối cảnh của nó vẫn là prequel, diễn ra trước trận chiến cuối cùng của Sherlock. Không những thế, nó có góc nhìn chủ yếu là từ bác sĩ Watson. Sherlock xuất hiện rất ít trong câu chuyện của chính mình, như là Arthur đang cố cho độc giả thấy rằng ông chán ngấy sản phẩm của chính mình rồi. Nhưng mà độc giả rõ ràng không quan tâm đến điều đấy.
Tại vì ngay sau khi The Hound of the Baskervilles được đăng lên trên tạp chí Strand, lượng người đăng ký tăng 30% chỉ sau một đêm. Họ chỉ quan tâm là Sherlock Holmes đã quay trở lại mà thôi. Điều này thực sự đã đánh bại Arthur, và đến năm 1903, ông quay lại viết truyện ngắn về vị thám tử. Người tác giả cố gắng giết chết đứa con mình tạo ra, cuối cùng lại chết trước. Arthur Conan Doyle mất năm 1930 tại nhà riêng, còn Sherlock Holmes thì trở thành sản phẩm cộng đồng. Sách truyện, phim truyền hình, phim điện ảnh, video game, Sherlock sống đến tận bây giờ. Người ta thậm chí còn dựng tượng của người thám tử ngay trước nhà cũ của Arthur. Khác gì dựng tượng của Joker ngay trước nhà của người rơi không? Có lẽ phải như thế mới đúng bản chất của nhân vật. Thám tử đại tài Sherlock Holmes mà. Vừa phải thoát chết, vừa phải sỉ nhục người cố giết mình như thế mới phải chất đúng không? Và giờ là thời lượng của một số sự thật nhỏ nhỏ cho các bạn tráng miệng ở cuối video. Tại nước Ý, có một cửa hàng McDonald's mà bạn có thể vừa ăn vừa nhìn xương của người thật. Dưới sàn của cửa hàng này là 45 mét của con đường thời Roma, ước tính được xây dựng từ thế kỷ thứ 2 hoặc là thứ nhất trước công nguyên. Kèm theo đó là bộ xương của ba người trưởng thành. Câu chuyện là vào năm 2014, khi mà McDonald's đang tiến hành xây dựng cửa hàng, thì họ tìm thấy di tích này. Thay vì chuyển chỗ, McDonald's Italia đã quyết định chi 300.000 euro để cùng các chuyên gia khảo cổ học khai quật con đường này luôn. Việc nhà hàng tại Ý chứa đựng di tích lịch sử cũng xảy ra khá là thường xuyên. Như là một cái McDonald's khác tại nhà ga Roma Termini thì trưng bày bức tường đá Servia được xây dựng vào thế kỷ thứ 4 trước công nguyên, hay là nhà hàng Da Pancrazio được xây dựng đúng nơi mà Julius Caesar bị ám sát. Tiếp theo, bạn đã bao giờ buồn ngủ khi phải đi xe nhiều tiếng trên đường chưa? Đó là một trong những nguyên nhân chính gây ra tai nạn đấy. Biết được điều đó, chính phủ Australia đã có biện pháp để ngăn chặn cơn buồn ngủ của các tài xế. Trên các cung đường siêu dài, bạn sẽ thấy những biển báo được ghi là Fatigue Zone. Trên đó sẽ có một số câu hỏi nho nhỏ như là trong Ai là triệu phú vậy. Ví dụ như là loài vật lớn nhất trái đất là gì? Hay ngọn núi cao nhất tại Queensland là gì? Rồi đi một lúc thì sẽ có các biển báo ghi câu trả lời. Nó đủ để bạn suy nghĩ và thoát khỏi cơn buồn ngủ, từ đó giảm thiểu tai nạn xảy ra. Còn nữa, trong sứ mệnh Apollo 17, sứ mệnh cuối cùng đưa con người lên mặt trăng, phi hành gia Harrison Jack Smith đã khai thác một số mẫu đá và bộ đồ của anh bị dính bụi. Khi mà cởi đồ ra, anh đã dính bụi mặt trăng và làm mũi sưng lên, họng đau và giọng bị biến đổi. Harrison bị dị ứng. Tưởng tượng là một trong 12 người duy nhất có vinh dự được lên mặt trăng, rồi khi đến được đó thì bạn nhận ra rằng mình bị dị ứng với bụi mặt trăng. Đen không thể tả được. Và đó là sự thật cuối cùng của số bổ não ngày hôm nay. Các bạn hãy like và subscribe cho kênh để được biết thêm về nhiều thông tin thú vị hơn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.